quyết định 401 của Tổng công ty Viễn thông Mobifone ngày 16 tháng 3 năm 2015, Ban quản lý dự án hạ tầng 1 được thành lập gồm 31 thành viên, bao gồm Ban giám đốc và các chuyên viên khối đầu tư của Trung tâm Thông tin Di động khu vực 1 và 5. Ngày 11 tháng 8 năm 2016, Hội đồng thành viên đã ký quyết định số 1474 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án hạ tầng 1. Trong đó, Ban quản lý dự án hạ tầng 1 có nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng tại 29 tỉnh thành phía Bắc, bao gồm từ Điện Biên ở vùng Tây Bắc đến Quảng Ninh ở vùng Đông Bắc và kéo dài đến Quảng Bình ở miền Trung. Đến đầu tháng 10 năm 2015, bộ máy tổ chức của ban đã hình thành xong, gồm 2 phòng khối hỗ trợ là phòng tổng hợp, phòng kế toán và 3 phòng quản lý dự án. Về vùng địa lý triển khai được chia làm 6 vùng, vùng Hà Nội 1, Hà Nội 2, Duyên Hải, Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung. Mỗi vùng đều do trưởng phó các phòng quản lý dự án làm trưởng ban vùng chịu trách nhiệm triển khai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc và phó giám đốc theo phân vùng cụ thể. Sau khi kiện toàn bộ máy, năm 2016, ban đã tập trung đẩy mạnh phát triển. Với tinh thần thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, ngày 14 tháng 1 năm 2016, Ban quản lý dự án hạ tầng 1 đã thực hiện chương trình tổng kết công tác hoạt động năm 2015 và phát động kế hoạch năm 2016 với toàn bộ cán bộ công nhân viên và đối tác tiêu biểu, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển mạng năm 2016. Ngay sau Tết Nguyên đán, ban đã tổ chức chiến dịch ra quân. Ngày 17 tháng 2 năm 2016, tức mùng 10 Tết Bính Thân, ra quân tại Hải Phòng tuyến Duyên Hải. Ngày 18 tháng 2 năm 2016, tức ngày 11 Tết, ra quân tại Thái Nguyên, tuyến Đông Bắc và Tây Bắc. Ngày 19 tháng 2 năm 2016, tức ngày 12 Tết, ra quân tại Nghệ An, tuyến miền Trung. Chỉ trong quý 1 năm 2016, Ban quản lý dự án hạ tầng 1 đã hoàn thành khảo sát hạ tầng cho 1.700 vị trí. Trong hội nghị Kim Liên diễn ra vào ngày 16 tháng 3 năm 2016, các ban vùng đã hoàn thiện hồ sơ khảo sát mặt bằng. Tại đây, ban đã đánh giá kết quả thực hiện của chiến dịch khảo sát giai đoạn 1, rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp mạnh hơn cho giai đoạn 2 của dự án. Với sự quyết tâm cao, kết thúc 6 tháng đầu năm, ban đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác phát triển mạng năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Khảo sát vị trí đạt 3.290 trạm, hoàn thành phần xây dựng đạt 588 trạm. Ngay sau hội nghị tổng kết chiến dịch khảo sát giai đoạn 1 nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án, giúp các đơn vị trong ban cũng như các đối tác tăng tốc trong công tác phát triển mạng, ban đã thực hiện tổ chức tập huấn công tác đầu tư cho toàn bộ cán bộ công nhân viên và các đơn vị đối tác tiêu biểu. Trong buổi tập huấn, lãnh đạo ban và các đơn vị chức năng như phòng tổng hợp, phòng kế toán đã hướng dẫn các cán bộ quản lý dự án và các đơn vị triển khai cách thức quản lý dự án đầu tư, các quy trình, quy định liên quan về quản lý đầu tư tại đơn vị. Ngày 22 tháng 7 năm 2016, tại tòa nhà 811A đường Giải Phóng, ban đã họp triển khai hợp đồng với các đối tác thi công, bắt đầu cho chiến dịch thi công đồng loạt tại các địa bàn. Ngày 27 tháng 7 năm 2016, ban vinh dự được đón Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông Mobifone xuống thăm, làm việc và chỉ đạo công tác phát triển cơ sở hạ tầng. Tại hội nghị, Chủ tịch đã lắng nghe những báo cáo của ban về công tác phát triển mạng và động viên, khuyến khích, đồng thời có những chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn cho ban nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Ngày 30 tháng 7, tại ASEAN Resort, Ban quản lý dự án hạ tầng 1 đã tổ chức hội nghị quản lý dự án 4.320. Trong hội nghị này, ban giám đốc đã phổ biến những chỉ đạo của Chủ tịch về công tác phát triển mạng tới toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như đối tác tham dự hội nghị. Tại đây, các đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai chiến dịch, trình bày những khó khăn, đề xuất giải pháp. Tất cả các giải pháp đưa ra đã được ban lãnh đạo ban lắng nghe và cùng đưa ra bàn bạc. Đây cũng là cơ hội để lãnh đạo ban giới thiệu, hướng dẫn cho các cán bộ triển khai dự án và đối tác kỹ năng cũng như các mô hình quản lý dự án. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo ban đã tuyên dương các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hai chiến dịch đầu năm, đó là phòng tổng hợp, tổ xét thầu và ban miền Trung. Sang quý 3 và nửa đầu quý 4 năm 2016, tại khu vực đồng Tây Bắc và miền Trung, mưa lớn đã gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Lũ chồng lũ khiến việc triển khai cơ sở hạ tầng gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Những trạm thi công dở dang bị thiệt hại. Những tuyến đường tắc nghẽn không thể di chuyển người cũng như vật liệu. Từ thực tế diễn biến thời tiết, Ban quản lý dự án hạ tầng 1 phải tính toán lại các yếu tố biến đổi khí hậu trong thiết kế xây dựng cơ sở hạ tầng những năm tiếp theo.
Ngoài ra, các khu vực ban triển khai phần lớn là địa bàn có địa hình phức tạp, đồi núi cao, hiểm trở, nên trong quá trình triển khai thi công trạm phục vụ bà con nhân dân đã gặp rất nhiều khó khăn. Với những cái khó khăn đấy thì ban Tây Bắc và ban miền Trung thuộc phòng dự án 3 đã chủ động sáng tạo trong cái việc mà tháo gỡ các cái khó khăn bằng các cái lực lượng tại chỗ thông thuộc địa bàn và hiểu được tình hình thời tiết, thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cái lực lượng, phương tiện, dụng cụ. Khi mà mưa ngớt là vật tư đã được tập kết sẵn để lên trên trạm luôn, kéo điện và phục vụ cho trạm được kịp thời phát sóng. Đấy, cái thứ hai ấy, là việc lập cái kế hoạch chi tiết cho từng dự án, cho từng cá nhân, cái lộ trình mà bám sát cái thời tiết, theo dõi kịp thời để mà ứng phó với cái diễn biến của thời tiết. Và thực tế là đã sau khi mà nước rút, sau khi mà hết sẵn ở đất, là chúng tôi đã có mặt ngay tại hiện trường để coi như là khắc phục hậu quả và giải quyết cái hiện trường. Một cái phần nữa trong cái việc tháo gỡ khó khăn là ở chỗ này là cái phần mà giải ngân cho đối tác. Trong thời gian vừa qua là cái việc hàng loạt dự án ra với khoảng 1.400 trạm đã được lập dự án và triển khai đồng thời, thì cái việc mà giải ngân để có cái nguồn lực tài chính để cho các cái đối tác mà tiếp tục thi công là rất quan trọng. Thì đó cũng là cái điểm mà cái nút thắt mà với phòng dự án 3 đã giải quyết được. Ngày 10 tháng 10 năm 2016, ban phát động chiến dịch 90 ngày đêm nước rút, cùng nhau cam kết quyết tâm hoàn thành trạm, nghiệm thu và bàn giao. Bên cạnh đó, công tác phát triển mạng tiếp tục gặp khó khăn khi phát triển tại các khu đô thị, nhất là tại những thành phố lớn đông dân cư như Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Quảng Bình. Khi tình hình khiếu kiện của người dân ngày càng tăng cao, có những khu vực dân cư cả một vùng đều quyết liệt phản đối không cho thuê mặt bằng. Nhận định việc phát triển cơ sở hạ tầng tại các thị trường trọng điểm như thành phố, thị xã, khu đô thị, khu du lịch không thể thực hiện theo cách truyền thống, ban đã nghiên cứu đề án phát triển trạm BTS thân thiện với môi trường, kết hợp điểm thông tin đa năng và đã bảo vệ thành công tại các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và được chấp thuận thí điểm 10 vị trí ngay trong khu vực lõi của thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, ban tiếp tục mở rộng mô hình ra các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hải Phòng và đã nhận được sự chấp thuận, ủng hộ của các cấp chính quyền tại các tỉnh này để triển khai thí điểm. Ngày 4 tháng 11 năm 2016, lãnh đạo ban cùng trưởng đài viễn thông Nghệ An và lãnh đạo công ty kinh doanh Mobifone khu vực 6 đã họp về việc xây dựng các trạm BTS thân thiện môi trường, kết hợp điểm thông tin đa năng tại Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Bình. Sau cuộc họp, vị trí lắp đặt các trạm monopole đã được đoàn khảo sát và ký biên bản ngay tại hiện trường. Đây được xác định là hướng đi mới để có thể triển khai rộng rãi vào năm 2017 và những năm tiếp theo. Trong quá trình triển khai, ban luôn nhận được những chỉ đạo sát sao và khuyến khích động viên của lãnh đạo tổng công ty trong tất cả các lĩnh vực đầu tư, tài chính, kỹ thuật. Trong quý 4, bên cạnh việc tiếp tục triển khai cơ sở hạ tầng, toàn bộ nguồn lực tại ban được huy động để triển khai công tác nghiệm thu và bàn giao. Không chỉ các trưởng ban vùng mà ban giám đốc cũng trực tiếp đến nghiệm thu từng công trình với quyết tâm nghiệm thu và bàn giao đầy đủ, chính xác và tốc độ. Song song với phát triển cơ sở hạ tầng, ban cũng được tổng công ty tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng một số công trình, dự án trọng điểm khác. Khởi đầu là cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, ban đã hoàn thành công trình, tổ chức lễ khánh thành và bàn giao cho Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lào Cai vận hành khai thác. Tháng 10 năm 2016, ban tiếp tục được giao nhiệm vụ hạ ngầm các tuyến cáp viễn thông tại Hà Nội. Ngày 25 tháng 11 năm 2016, ban đã tổ chức lễ ký hợp đồng và khởi công công trình hạ ngầm tuyến cáp viễn thông đầu tiên là tuyến Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng. 2016 là năm bận rộn của ban quản lý dự án hạ tầng 1 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ. Dù công tác phát triển cơ sở hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo ban vẫn luôn luôn quan tâm và động viên chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên. Tháng 6 năm 2015, ban đã tổ chức lễ sơ kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm kết hợp hoạt động nghỉ mát hè. Đây thực sự là khoảng thời gian để cán bộ công nhân viên nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần sau những chiến dịch vất vả, đồng thời kết nối các thành viên là động lực tăng hiệu suất làm việc. Với sự chỉ đạo của ban lãnh đạo, Tổ công đoàn Ban Quản lý Dự án Hạ tầng 1 và Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Dự án Hạ tầng 1
đã phối hợp tổ chức đêm hội trung thu cho con em cán bộ công nhân viên của ban với chủ đề kết nối tình thân. Trong không khí ấm cúng rộn ràng, chương trình đã mang lại một ngày hội đúng nghĩa với cả cán bộ công nhân viên và gia đình. Tháng 10, 11 năm 2016, trong đợt lũ lịch sử ở miền Trung, ban đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên đóng góp cứu trợ nhân dân vùng lũ. Ngày 8 tháng 11 năm 2016, Ban Quản lý Dự án Hạ tầng 1 đã trao tặng 25 triệu đồng tiền mặt cho trường mầm non tỉnh Quảng Bình, nơi đã chịu hậu quả rất nặng nề sau cơn lũ lớn. Nhìn lại một năm với nhiều thách thức, khi phải triển khai số lượng trạm gấp 6 lần năm 2015 và bằng 1/3 số lượng trạm đã phát triển ở miền Bắc trong suốt 19 năm. Với những khó khăn trở ngại khách quan từ xã hội, từ thời tiết và cũng có những khó khăn chủ quan của đơn vị những ngày đầu thành lập. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ hỗ trợ của các cấp lãnh đạo cũng như các ban tổng công ty, với sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, với hướng đi đúng đắn, bám sát vào chủ trương định hướng và kế hoạch đã cam kết với tổng công ty, tổng kết lại năm 2016, ban đã đạt được những kết quả khả quan. Khởi công đạt 3.252 trạm, hoàn thành phần xây dựng đạt 3.100 trạm, hoàn thành đủ điều kiện lắp đặt đạt 2.827 trạm, thanh toán vốn đầu tư đạt 580 tỷ đồng. Nhận định tình hình triển khai dự án đầu tư phát triển mạng trong năm 2016 gặp nhiều khó khăn với số lượng trạm rất lớn trên địa bàn rộng và thời gian rất là nhanh. Thì ngay từ cái tuần đầu tiên của năm 2016, chúng tôi đã tổ chức cái hội nghị triển khai kế hoạch có sự góp mặt các đồng chí lãnh đạo tổng công ty của toàn thể cán bộ nhân viên và đặc biệt là có sự có mặt của các đối tác. Tất cả chúng ta cũng đã đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cùng nhau vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ. Liên tiếp trong 5 ngày từ ngày 9 đến ngày 13 Tết âm lịch thì chúng ta đã liên tiếp tổ chức các cái buổi lễ ra quân cho các khu vực Duyên Hải, Đông, Tây Bắc, miền Trung, Hà Nội. Chúng ta đã đưa toàn bộ các kỹ sư, các công nhân của chúng ta đến các tọa độ dự kiến để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế và triển khai thi công. Định kỳ thì chúng ta cũng tổ chức các cái hội nghị, hội thảo lớn nhỏ để vừa động viên khuyến khích, vừa tổ chức rút kinh nghiệm kết hợp với đào tạo công tác quản lý triển khai dự án để đi nhanh và đúng hướng. Trong quá trình triển khai dự án thì chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn về thời tiết, về sự đồng thuận của chính quyền địa phương, nhân dân, của ngành điện. Tuy nhiên, cùng với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các đơn vị bạn thì chúng ta cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng, về vốn để đáp ứng yêu cầu lắp đặt thiết bị. Thần tốc táo bạo là cái chủ đề đã được chúng ta áp dụng trong năm 2016. Trong năm 2017 thì chúng ta sẽ phải chuyển sang một cái giai đoạn mới, giai đoạn đầu tư tập trung vào các thị trường trọng điểm, đó là các thành phố, thị xã, khu đô thị, khu công nghiệp để nâng cao hiệu quả đầu tư. Thay mặt cho ban giám đốc thì tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tổng công ty, các đơn vị thuộc các khối tài chính, đầu tư, kinh doanh, kỹ thuật, các đơn vị hỗ trợ đã giúp đỡ ban để hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn các đối tác cung cấp các dịch vụ tư vấn, thi công, thiết bị đã hợp tác chặt chẽ để Mobile Phone có được các công trình vừa nhanh vừa hiệu quả. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn.